Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ chủ đề nói về đạo chuyển độ cho người đời thoát khỏi cảnh thảm thương. Nếu mình biết được thì mình hả nương theo để hiểu để mình thoát khỏi cái cảnh đời mà thảm thương như ngày hôm nay. Đạo chuyển độ là như thế nào? Đạo chuyển độ hồng trần phát quá tỉnh giấc nồng đời. Mau khá nếu nương theo. Bài này là nói rằng là mình hiểu mình biết và mình hạ tìm đến tìm đến để cũng như là mình nương theo nó mình cũng như là nương níu theo đạo để cõi hồng trần này mình mới được gì mình mới được gọi là độ chứ nếu như mà mình không biết thì bây giờ mình cầu khẩn hoài thì cái kỳ ba này cầu khẩn là có người thì hả, linh ứng và có người không lời của đấng từ bi nói rằng thấy đời có biết gì đâu không lo luyện tập đạo màu thoát mê cả mang tội lỗi nặng nề trong vòng tứ khổ khó bề lánh tay tại vì mình mê các bạn ơi cho nên mình mới khổ bây giờ nếu mình bỏ cái chữ mê đi thì mình không còn khổ nữa các bạn thấy ở đời á chỉ cần mình hả mê tình mê tiền mê trai mê vật chất mê vợ mê con mê cái gì mà chữ mê có chữ mê vô là khổ mà cái chữ trách nhiệm của mình để tròn cái đạo nhân và coi như là hả mình thọ cái thân này để mình sống trên cái cõi trần này để mình tiếp tục con đường tu thì coi như mình mới thoát khỏi cái cảnh thảm thương kỳ này cuộc trần nhiều lỗi trong gai từ đây sắp tới là nói chung là người ra đi nó đủ kiểu luôn nếu như mình còn chữ mê là mình còn trong dòng tứ khổ thế sự đa mang cảnh lộn cuồng lòng thầy chua xót biết ngàn muôn ngày đêm dạy dỗ chưa thông đạt nhục thể sao con mãi cuối luồn các bạn thấy mình mang cái thân này mà đức thầy nói rằng là nhục thể sao con mãi cuối luồn các bạn nghe đến đây các bạn thấy có rơi nước mắt không nếu như mình mang cái xác phàm này mà mình không lòn cuối coi như là thiên hạ sự đời thì mình làm sao mình có được cái chén cơm mình sống nếu như mình đủ phước thì tự dưng á mình sanh ra trong một gia đình vua chúa tỷ phú là mình hả tự dưng mình giàu có mình tự nhiên mình có cơm mình ăn mình có tiền mình xài còn cái nhục thể này các bạn biết rằng là hả ít có người nào mà được con vua con chúa toàn là hạ người bình thường cho nên mình phải lại dạ mua bán làm ăn rồi hả đi làm các bạn biết không coi như là chủ cả người ta chửi mình cũng dạ dạ thưa thưa Thứ nhất là ở công ty ở nhật bản là các bạn biết không vô làm là người ta phải người ta nói gì mình cũng dạ dạ hết luôn đó mình có dám cãi lại đâu mà cãi lại thì sợ người ta đuổi đuổi rồi hả không có được cái cuộc sống rồi làm sao mà tới tháng lãnh lương có phải là cái nhục thể là cái thể xác này sao con mãi cuối luồn đó các bạn thấy không đức thầy lo cho mình luồn cuối muôn đời chịu thảm thương bây giờ cái thân phàm này mà mình sống mình cứ lòn cuối như thế này hoài mình không mạnh mẽ mạnh dạn lên đó mà nếu như mình mạnh mẽ mình mạnh dạn lên mình nói giờ tôi không làm nữa chửi tôi tôi nghĩ là coi như mình chết đói đó các bạn thấy không bắt buộc mình phải gì mình phải chiều lòn nhiều khi mình không vừa ý chồng mình mà thôi kệ mình tới tháng mình lãnh lương chồng để mình nuôi con nó hoặc là người vợ này cũng như mình không có vừa ý lắm đúng không các bạn mà ráng nhịn nhục để có vợ có chồng mà coi như là nuôi những đứa con khờ dại để lớn khôn để hả trở thành cũng như là nên người để chờ đợi mỗi mòn của người mẹ người cha mấy chục năm đó các bạn thấy không mang cái nhục thể này là là coi như là mình mãi mãi coi như là mình lòn cuối mình chịu đựng chưa nói rằng là bệnh tật nữa đó các bạn thấy không đủ kiểu trong gai từ đây nạn ách thể thân vương các bạn thấy chưa từ đây sắp tới là các bạn biết rồi cái nạn ách nó đủ cũng như là hả không còn cái gì mà để diễn tả nổi luôn tất cả cái sự mà trần gian mà hiện tại bây giờ đó các bạn biết hôn sự sống trên trần gian là đều đi vào bế tắc hết luôn càng ngày càng bớt chặt cái sự sống cho mình đi làm mà hả cũng khổ sở mà không đi làm thì nó cũng hả nó rất là khổ nó đói luôn rồi mình biết làm sao bây giờ cho nên tiết già mới chia sẻ rằng đạo đang chuyển độ hồng trần phát quá để mình tỉnh cái giấc nồng đi cho đời mau khá nó cái cuộc đời mình nó khá lên là nhờ mình nương vào đạo để đạo chuyển độ mình đó đúng không các bạn đơn giản vậy thôi đó mà mình hả không chịu thực hành theo thì mình còn đau khổ tiếp tục nếu như mình không có chịu nương theo đạo thì coi như là mình đi sai đường lạc lối mình đi theo quỷ ma nó cám dỗ mình có phải vậy không các bạn quỷ ma nó cám dỗ nó xúi dục mình coi như làm những cái chuyện mà gọi là sai đường lạc lối cho nên đời mình mới khổ nếu con sai lạc đường tâm pháp sẽ gặp ngàn muôn cảnh đoạn trường các bạn có thấy rằng nếu mình không bước vào đạo mình không tu nhân tích phước rồi mình hả ăn chơi trát tán mình đi sai đường mình đến cái trần gian này mình nhận thọ cái xác thân phàm này mà mình không làm đúng nó mình không đi đến cái đường gọi là tâm pháp tức là đường đạo đạo từ trong tâm tâm kiến tánh của mình mà mình không chịu nương theo đạo thì đời mình sẽ rất là khổ các bạn thấy không có người nào mà người ta ăn chơi trác tán mà người ta sung sướng đâu đó những người như là công tử rồi tất cả những gì như là những nhà tỷ phú những người mà hả nhà vua luôn nha các bạn nhà vua mà ăn chơi trác tán cũng hả giống như là hả cái cuộc đời cuối đời rất là đau khổ luôn chỉ là hả mình chỉ hưởng được cái phước khi nào mà mình đi đúng đường đạo pháp tức là mình thọ cái xác trần này để mình học đạo và mình chuyển pháp lưng để thoát ra khỏi gì khỏi cái dòng tục lỵ khổ đau tức là mình thọ cái xác trần này để mình học đạo và mình chuyển pháp lưng để thoát ra khỏi dòng tục lụy khổ đau nếu mình không học pháp thì sao lưng chuyển được nó nó đơn giản vậy đó các bạn nhiều khi mình nói rằng mình muốn có chén cơm ăn mình muốn có được cái sự giàu sang phú quý mình muốn được nhiều phước báo mà mình không học pháp không học đạo không học pháp mà mình đòi chuyển quá cái sự tốt lành tốt đẹp làm sao chuyển được đúng không các bạn nó lưng chuyển để đi lên trên vượt bậc tâm phàm triển pháp vượt bậc tâm phàm là gì tức là mình giữ cái tâm bình tĩnh nè giữ lòng cho trong sáng như gương nó đơn giản vậy thôi như vậy nó quá dễ không các bạn thấy không bây giờ cái tâm mình bình tĩnh thấy vàng hột sòn mình nói kệ nó đi tôi hả ra đi rồi rồi làm sao mà tôi cầm theo hột xoàn được chồng tôi tôi còn không mang theo được nữa hột xoàn tôi mang theo làm gì bây giờ tôi cần nhất là có cái chén cơm mà để cũng như nuôi cái xác phàm tôi nè mình giữ cái tâm mình như vậy cái hột xoàn đó là cũng không phải của mình nữa của ngoài tiệm mà mình cứ mơ mơ màng màng mê mê cứ hả giống như là mình mơ mộng vậy đó các bạn thấy không rồi mình khổ tại sao mà mình nói rằng hả dưỡng sao cho cái trong cái lòng mình mà nó trong sáng như gương à, nói chung là mình mang cái xác phàm này cái xác này á là nó đòi hỏi tình yêu tình cảm đòi hỏi vật chất nhà cửa nó đòi hỏi cao sang phú quý là do cái xác phàm này chứ không phải do mình thì bây giờ á mình làm sao mình giữ được cái lòng mình là sáng như gương tức là mình á đi đến cái con đường đạo là đạo chuyển pháp luân để thoát khỏi cái cảnh mà gọi là khổ đau là tự dưng cái lòng mình nó sáng như gương bởi vì sao mình không còn mê muội nữa còn như á mà đạo chuyển độ hồng trần phát quá là như thế nào là từ vô thường trở lại nhiên thường coi như các bạn có nghe rằng nói rằng có ai mà ra đi cái các bạn nói đó là vô thường rồi tự nhiên hả đang giàu cái mình nghèo cái nói là hả cuộc đời này nó vô thường lắm nó ra đi cũng vô thường mà tai nạn nó cũng vô thường thì bây giờ đạo chuyển độ hồng trần phát quá thì mình phải chuyển từ vô thường trở lại nhiên thường tại vì vô thường rất là sợ đúng không các bạn hả mỗi lần mà vô thường nó đến là nó đau khổ nó chết chóc nó khóc la nó rên rỉ dữ lắm thì bây giờ mình gì mình chuyển độ hồng trần coi như là từ vô thường mình chuyển trở lại nhiên thường rồi bắt đầu tự nhiên thường mình trở về phần giải thoát Nói các bạn thấy không Đi từng bực từng bực như vậy Tức là mình bước vào đạo để chuyển vô thường của thân tứ đại này Đi đến con đường giải thoát Mà giải thoát ở đây là giải thoát khổ đau nha các bạn nó, nó từng bực như vậy chứ không phải là giải thoát mà bật giác ngộ được đâu các bạn Giải thoát khổ đau của lực vô thường Để mình hả cũng như là tránh được cái gì tránh được cái sự khổ đau không tránh được cái lực vô thường nhưng mà mình chuyển từ vô thường qua nhiên thường chuyển trở lại qua cũng như là nhiên thường thì mình đã gì mình đã từng bước chân đi đến cái sự gì cái sự mà gọi là trong lành lòng cho trong sáng như gương rồi đó các bạn tiết già xin chia sẻ thật là kỹ bởi vì sao tiết già học và chia sẻ cùng các bạn để các bạn tránh hết mọi điều khổ đau trên trần thế đó các bạn có thấy rằng là mình chỉ nói rằng vô thường đến không lẽ mình chấp nhận vô thường sao đúng không các bạn mình phải chuyển từ vô thường mà mình chuyển trở lại nhiên thường Tức là mình không còn khổ đau của định lực vô thường nữa Nếu như mình không còn khổ đau của định lực vô thường nữa thì để một ngày kia bỏ xác này mình không còn lưu liếng nữa mình nghĩ rằng là mình ôm cái xác trần này mình cứ lưu liếng trần gian này hoài mình thương vợ thương con thương tất cả những gì kỷ niệm đẹp rồi hả những gì vật chất trên trần gian còn sót lại mà coi như là ngày ra đi mà mình hãy giống như không chịu rời khỏi cái xác mà gọi là cái xác trần này nó định lực vô thường mình cũng như là mình rất là khổ đau mình không chấp nhận nữa các bạn thì khi mình đến đường tu để đạo chuyển hóa mình chuyển độ mình đó, để mình không còn lưu liếng trên trần gian nữa đó khi mà ngày mà mình không còn mà ở trên trần gian này nữa thì mình đã chấp nhận được nếu như mình hiểu đến đây thì coi như là mình biết rằng cái sự cám dỗ của trần gian là đi đến cái con đường đọa lạc. Mình rất là sợ, mỗi khi mà dịch tới các bạn thấy không? Các bạn rất là sợ luôn. Sợ vô thường nó hốt mình, sợ mình ra đi, sợ mình bỏ cái xác trần này. Tại vì mình không có nương theo cái con đường đạo cho nên cái gì mình cũng sợ hết, mình không giữ được cái tâm bình tĩnh. Còn nếu như mình đã nương theo đạo rồi, thì coi như mình giữ được cái tâm bình tĩnh tức là con hữu duyên gọi là nghe dạy còn muôn người mắc phải nợ trần cuộc đời danh lợi đầy thân nếu như mình còn mà đọ lạc cái cõi trần này mà mình không có chịu chuyển hóa từ vô thường cũng như là trở lại nhiên thường thì hả coi như mình sẽ trở thành những người gì những người mà gọi là mắc nợ trần gian con hữu duyên gọi là nghe dạy còn muốn người mắc phải nợ trần cuộc đời danh lợi đài thân tan rồi xác thể tinh thần rã theo các bạn thấy không khi mà coi như là hả mình nhắm mắt rồi xuôi tay rồi là tất cả nó rã rời hết luôn thân xác này nó cũng tan nát hết luôn cho nên bây giờ nó đẹp cũng được mà nó xấu cũng được mà nó mập cũng được mà nó ốm cũng được miễn sao nó khỏe mạnh nó đừng có đau đớn nó đừng có đau khổ nó đừng có bị cám dỗ của ma quỷ đi đến cái con đường đọ lạc cờ bạc rượu chè hút chích sai xưa tất cả những gì trên trần thế là mình cảm thấy mình có được cái xác thân này khỏe rồi tôn sư giảng giàu nghèo chung một hiệp nghe lời rường cột hôm nay chiếc thân giàu có đỏ đài linh hồn nuôi dưỡng đợi ngài long qua các bạn thấy không ngài long qua đã sắp tới nơi rồi mà bây giờ mình hả vẫn còn gì vẫn còn đỏ đài cái tấm thân này các bạn nói sao nói lông qua hoài mà không thấy Đây là trong vô vi nha các bạn không thể nào mình nhìn thấy được Cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc trong vô vi Nó ai đến trong cứ như là ha, đường đạo mới nhìn thấy Còn nếu như mà bằng lời nói Thì coi như là không bao giờ tìm thấy được Tiết già chia sẻ đây là cái hạnh phúc trong vô vi nha các bạn Chứ không có chia sẻ mà gọi là à, giống như là cái xác Phàm này cái đời thường này cái hưởng thụ này cho nên các bạn không nhìn thấy nhưng mà các bạn nhìn thấy tại sao mà chúng ta có một linh hồn bất tử một linh hồn của chúng ta nuôi dưỡng mà chúng ta không chịu nuôi dưỡng chúng ta nuôi dưỡng gì cái xác phàm này tức là chúng ta nuôi dưỡng cái sự sai trái rồi nói cho nên cái già học và chia sẻ để các bạn rằng là còn mua người mắc phải nợ trần nếu như chúng ta nuôi dưỡng cái xác thân này là chắc chắn trăm phần trăm là coi như tái sinh luân hồi trở lại trần gian là mất phải cái nợ trần và trả nợ tiếp tục nữa hôm nay chúng ta coi như hiểu rằng là coi như là sắp tới chuyển thế rồi hưởng được cái sự coi như là khoái lạc của đời thượng Nguyên thánh đức thì chúng ta buông bỏ hết cái chữ mê này không còn mê nữa thì coi như hả sẽ hả bước qua cái gì mình được bước qua cái sự hạnh phúc trong vô gì đó nó đơn giản vậy các bạn thấy không là không còn khổ đau nữa nó còn bây giờ mình nói trội ước gì Ngày mai này cũng như có tiền mua hàng hiệu Ước gì có tiền mua vàng mua hột xoàn Nó ước gì có tiền mua nhà mua cửa Có cũng được mà không cũng được Đó các bạn thấy không miễn sao có được chán cơm ăn Nuôi cái xác phạm này là mình cảm thấy hạnh phúc rồi Tiếp già xin kính chúc tất cả các bạn Ai cũng đi đến con đường đạo để chuyển độ hồng trần phát quá Mà độ cho tất cả các bạn tránh được cái sự khổ đau trên trần gian video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo